Ôi trời ơi, chào cả nhà. Hôm nay em xin lên đây kể cho cả nhà nghe chuyện con bạn cùng lớp mà cũng là cùng trọ của em luôn. Muốn ăn mà không muốn làm. Nhầm chứ. Muốn ra trường mà không muốn viết tiểu luận. Bạn Thư, anh Thư nha nghe tên kiêu kỳ sang chảnh không? Mặt cũng vậy, mà cái nết thì không có miếng sang nào. Con này học cùng lớp đại học của em, sau đợt Covid lên Hà Nội học lại thì bọn em thuê chung trọ. Nói chung là em cũng dễ tính, nên bạn lười làm lười dọn nhà rồi lười đủ thứ, em cũng ẩm ừ cho qua. Cái phòng trọ bé như mắt mũi, dọn có bao nhiêu đâu. Nhưng mà bạn lười cái động não thì em cũng chịu. Ai đời trình độ sinh viên đại học nhưng chẳng biết cái gì, Môn nào môn nấy cứ gần đến lúc nộp bài mới bắt đầu Mày ơi gửi bài tao xem tí Mày ơi cho tao tham khảo tí Đấy trước còn biết tham khảo Sau thì biến cả thành Mày ơi thôi làm hộ tao tí Tao bận quá Mày ơi thông cảm giúp tao nha Tối nay tao có hẹn Mà mọi người biết nó bận gì không Bảo sinh viên nghèo vượt khó đi làm thêm Em còn thông cảm Đây thì bận đi chụp ảnh Bận check in chỗ nọ chỗ kia Bận đi mua quần áo Bận đi cà phê Bận yêu đương họ hẹn nghe đến là chán mà con này lười từ động chân tay đến động não ấy vậy mà có anh người yêu ngon phết giàu đẹp trai mỗi tội cũng học dốt như nó chán chưa sau gần hai năm ở với nhau em cũng nhường nhịn nó đủ thứ thì sau một lần nó nhờ em làm hộ bài tiểu luận dài gần tận trăm trang đã thế đề tài còn không được trùng nhau em từ chối nó dám nói mang tiếng bạn bè mà nhờ tiếng cũng không được hay là mày đòi tiền gớm môn này thuê được tao đã thuê Chứ không có tao nhờ mày làm gì Mày cần bao nhiêu Nói đi Rất không may cho Thư Em giàu Không may nữa là mấy môn cuối cùng Không có thuê nổi Chương trình trường em lạ lắm Thuê cái giáo viên biết ngay à Thế thì không biết mùa xuân nào mới ra nổi trường <laughs> Ăn với nói mi đã giúp bao nhiêu lần rồi mà không biết điều Nên lần này lượn đi cho nước nó trong Để em xem nói với thằng bồ giàu của nó làm gì Tầm này lớp em không nhờ được ai rồi Mà giảng viên bọn em giàu Thiếu quá gì mấy đồng phong bì của nó nhưng trời ơi, chả hiểu kiểu gì. Nó qua môn A cộng luôn. Điểm A cộng duy nhất trong lớp không thể tin được. Rồi liên tiếp hai ba môn nữa. Nó toàn A với A cộng. Không có một con B nào. Càng nghĩ em càng không hiểu. Thuê ngoại không được. Ai làm hộ nó thì chắc chắn điểm người ta cũng cao. Giảng viên thì không nhận tiền. Vậy nó làm gì được đấy? Đã thế dạo này nó đi sớm về khuya suốt. Hôm nọ em mới ngọt ngọt nhạt nhạt làm hòa, nịnh nó tí mà nó nhất định không khoe bí quyết A cổng. Đôi đôi, dù sao cũng là ở trùng trong, đêm con tranh ngủ, em mò điện thoại nó, xem trộm tí, hơi hẹn nhưng mà kệ đi. Tìm qua tìm lại mãi không thấy gì, em mới nhớ trên top top có dạy, share video qua mét xem thấy tên ai đầu tiên. Em mới buồn tay ấn thử, ai ngờ không phải thằng bồ nó mà là giảng viên chủ nhiệm mới tài chứ phen này con tranh chết với bà những chuyện sau đó thì đơn giản thôi em tìm được tin nhắn của nó với giảng viên qua một cái app ấn ba lần mã hóa đúng là người có tri thức ngoại tình có khác ngầu thiệt hẳn ba lần mã hóa luôn may mà nó dùng điện thoại đời cũ sử dụng vân tay nên em mở ngon ơ em cáp lại bằng hết đống tin nhắn với ảnh nóng nó và ông thầy kia gửi nhau nhưng mà em không gửi cho nhà trường đâu chẳng để làm gì em gửi cho vợ thầy và người yêu thư Đương nhiên vợ thầy hứa sẽ cố gắng tác động đem ra trường đúng hạn bằng xuất sắc luôn nha. Còn con tranh kia thì nó bị người yêu tác động vật lý lệch hẳn một bên mặt. Còn thầy thì bị vợ dí không trượt phát nào. Giờ em tốt nghiệp 2 năm rồi. Còn Thư á, nó vẫn không biết tại sao mọi người phát hiện ra. Còn tâm sự khóc lóc với em như thật. À, giờ nó vẫn chưa được tốt nghiệp nha. Có học hành gì đâu mà đòi tốt nghiệp. Đúng là thà làm tiểu tam còn hơn làm tiểu luận mà. Chồng mình là Minh, doanh nhân điển trai thành đạt có tiếng, lớn hơn mình 3 tuổi. Chúng mình đã cưới nhau được 2 năm. Gia đình mình được dư giả như hiện tại chính là nhờ những cố gắng của mình. Khi sát cánh cùng anh từ những năm tháng đại học, vượt qua bao khó khăn, từ khi lên xe hoa với anh đến nay, vật chất và tinh thần là điều mà mình không cần lo nghĩ. Bởi mình có một người chồng hết mực yêu thương chiều chuộng. Mình cứ ngỡ gia đình này sẽ mãi hạnh phúc. Tuy nhiên trên đời này chẳng có gì là hoàn hảo cả mình phát hiện anh có bộ nhí khi nhận được một cuộc điện thoại từ máy khác của anh. Tên hiển thị là hình icon cô gái, chứ không có rõ tên cụ thể. Mình chưa kịp nhấc máy thì bên kia đã tắt, kèm theo sau là một loạt tin nhắn nhớ nhung chồng mình. Mình sốc đến mức làm rơi vỡ chai nước hoa, đọc hàng loạt tin nhắn của ấy chủ động tấn công quyến rũ anh. Anh không chép nhiều, cũng không từ chối, cô ta cũng đã ở bên chồng mình được hai tháng nay. Nước mắt mình chảy dài, Người chồng mà mình luôn tin tưởng Hóa ra lại lừa dối mình Trong khi lại luôn miệng báo yêu mình Và không tiếc bất cứ thứ gì với mình Mình cố gắng lấy lại bình tĩnh Vợ như không có chuyện gì xảy ra Hôm sau mình cho người hát máy của chồng Vào phở bò của cô ta Mình thật sự bất ngờ Nét mặt của cô ta giống mình đến năm sáu phần Y như thời mình 20 tuổi lúc mới yêu anh Lên mạng toàn ướp đạo lý sống Khoe hàng hiệu, view triệu đô Chắc những thứ đó đều là của chồng mình cho vì giờ đây cô ta đang là thực tập cho vị trí thư ký nơi chồng mình làm việc. Đọc xuống gần cuối, mình mới nhận ra con bé tiểu ba này chưa gì đã muốn chiếm đoạt vị trí chính thức của mình. Được cái chồng mình vẫn còn tỉnh táo phết, anh còn nhắn tin lại với con bé kia là: "Tôi chưa để em thiếu thốn thiếu gì, bởi em biết điều và có vài phần giống vợ tôi. Nhưng nếu em dám để vợ tôi biết chuyện này, rắc rối đến không chỉ với em mà còn cả người nhà em đấy. Tôi chưa từng dọa ai, nên biết vị trí của mình, đừng có nhờn." mình thật sự đã rất bất ngờ nhìn lại người chồng dịu dàng biết đối nhân xử thế của mình lại lạnh lùng như vậy sao chàng trai thư sinh ấm áp ấy đâu mất rồi và mình cũng nhìn lại mình trong gương mình xinh đẹp giàu có hơn xưa nhưng thêm vào trên gương mặt này là sự sắc sảo sau những năm cùng anh chinh chiến trên thương trường thời gian dành cho anh cũng đã ít đi từ lâu bữa cơm gia đình đối với hai đứa là điều xa xỉ khác với cô bé kia với nét đẹp trông trẻo sự xinh đẹp trong sáng ấy đã từng xuất hiện trên gương mặt mình Khiến anh si mê từ cái nhìn đầu tiên trong những năm đầu đại học Mình đã thức tỉnh và nhận ra rằng Mình không thể đánh mất gia đình này được Chồng mình đã làm sai Vì sẽ dùng sự dịu dàng để thuyết phục anh Còn người có ý định thay thế vị trí mình Cô ta sẽ bị chặt đứt suy nghĩ ngay thôi Vì mình biết anh sẽ không bao giờ để mất gia đình Mình đã lên kế hoạch nâng cấp bản thân Bắt đầu từ việc thay đổi phong cách ăn mặc mất cướp từ sắc xảo thành trẻ trung năng động sau đó là dành thời gian nấu cơm cho anh làm những món mà thời sinh viên hai đứa thích nhất lâu lâu lại rủ anh đi đến những nơi cũ để ôn lại kỷ niệm cùng chồng tập gym tại nhà chồng mình thấy thế thì bất ngờ lâu lâu thì mình mặc sẵn áo ngủ canh thời gian anh về để hâm nóng lại tình cảm thời điểm đó phải nói là cực kỳ lãng mạn và hạnh phúc điều đó đã làm anh sao nhãn bé tiểu tam kia Lúc anh đi tắm, mình đọc tin nhắn thấy cô ta nũng nịu đòi hỏi khi bị thất sủng suốt thời gian qua. Chồng mình không thèm xin, kế hoạch đã thành công. Một nửa, bước tiếp theo chính là đưa chồng mình rớt đài từ chín tầng mây. Hôm đó mình rủ anh ra ngoài đi ăn ở quán quen cũ. Lúc đi dạo, anh hỏi mình ăn có ngon không? Mình mỉm cười đáp, ngon. Nhưng chỉ lòng người thay đổi, mùi vị của ngày xưa mà em luôn lưu luyến không còn nữa. Chồng mình hơi khó hiểu, đến lúc mình show ra những đoạn tin nhắn, anh sốc đến không nói nên lời trong suốt thời gian ngồi trên xe đến lúc về nhà hai đứa mình không nói với nhau câu nào anh cũng khá bối rối định nói gì đó với mình nhưng mình đều tránh tối mình cũng chọn phòng khác để ngủ đến hôm sau mình đặc biệt làm một bữa tiệc lãng mạn cùng anh ngồi vào bàn mình nhẹ nhàng nói trong thời gian làm vợ anh em có làm điều gì không phải hay anh có điều gì phiền muộn với em không em biết em không phải là người hoàn hảo nhưng em yêu anh bằng cách hoàn hảo nhất có thể nhưng có lẽ lòng tin và tình cảm của em đã đặt nhầm chỗ rồi đúng không đơn ly hôn em soạn sẵn rồi em trả anh về với tự do chúng ta kết thúc đi chưa để mình nói hết anh đã lao đến không ngừng xin mình hãy tha thứ anh đã thừa nhận vì một phút yếu lòng mà khiến mình tổn thương anh thề sẽ cắt đứt với cô ta ngay lập tức một người thay thế sao có thể so với vợ anh nếu mình đi đến sự nghiệp anh cũng chẳng cần Nói rồi anh lập tức đập vỡ chiếc điện thoại Có lưu tên cô ấy Rồi quỳ xuống xin lỗi mình Mình xoay người đi Miếm môi nhịn cười Mình sợ sẽ cười to mà vỡ kế hoạch mất Hôm sau anh Bảo đã cắt đứt với cô Tiểu Tam từ lâu Và anh nhận ra Việc đánh mất gia đình đau đớn thế nào Mình mỉm cười lặng lẽ Vì biết kế hoạch đã thành công Để bù đắp cho mình Anh đưa mình đi châu Âu du lịch Mình cũng đồng ý Vì mình biết đã đến lúc hàn gắn tình cảm hai đứa và rồi mình mang thai Anh lúc đó đã nhảy cẩn lên vì vui sướng Ôm hôn mình cảm ơn rồi triếu trích Còn mở tiệc, ăn, cả công ty ăn mừng Tiểu Tam cũng nghe được chuyện mình có thai Cô ta tức nổ đơm đớm Đến khi mình vào phòng nghỉ Thì đột nhiên cô Tiểu Tam ấy đến trước mặt mình Khóc lóc cầu xin mình hãy trả chồng mình cho nó Tất cả là lỗi tại nó Vì nó đã yêu anh ấy Nhưng tình yêu không có lỗi Gì vậy trời, mình thấy thật nực cười Hỏi cô ta bị thần kinh hay sao vậy Chồng người ta mà cũng trơ trẻn nói câu đó được mình đi đến, chỉnh nhẹ cổ áo của ả và nói Em gái à Em nghĩ là chồng chị sẽ vì em mà bỏ chị hả Anh ấy đối xử với em như thế nào Em phải biết rõ hơn chị chứ Em nhận được từ anh ấy những món đồ vật chất xa hoa Nhưng điều đó không có nghĩa Em được chồng chị coi trọng và tin tưởng Em xinh đẹp, tài năng Hà cớ gì phải làm thế thân của người khác Cô ta tức đỏ mắt Nói mình lợi dụng cái thai để giữ chồng Mình chỉ cười nhạt Bật đoạn ghi âm hôm mình vạch trần chồng cho nó nghe Đến đoạn cô ta chỉ là kẻ thay thế bé tiểu tam sốc đến không nói nên lời nhưng vẫn cố hâm dọa mình và đứa con thấy bóng anh từ xa mình liền ôm bụng mặt đáng thương bảo em làm gì chịu cũng được nhưng em đừng làm gì ảnh hưởng đến con của chị vừa lúc đó chồng mình bước vào cầm cốc nước hất thẳng vào mặt cô ta và cảnh cáo đứa cô ta không được đụng đến mình anh còn tức giận kêu bảo vệ dẫn cô ta đi mặt cô ta khóc lóc cầu xin nói gì chứ việc tỏ ra đáng thương mình còn hơn khối đứa trà xanh cùng trong phấn đấu được như này, ngu gì mình dứt cho mấy con khác hưởng. Từ nhỏ mẹ luôn dạy mình dù thế nào nhất định không được dây vào người đã có người yêu hoặc gia đình. Phải sống đứng đắn, ấy vậy mà giờ đây mình lại phát hiện mẹ là người cặp kè với người đã có gia đình. Mẹ mình là single mom. Theo lời mẹ, trong thời gian yêu nhau, bố mình làm mẹ có bầu nhưng không muốn chịu trách nhiệm nên đã vứt cho mẹ mình 50 triệu, coi như đó là phần trách nhiệm nuôi con của ông ta. Còn ông ta thì biến đâu mất. Vậy là một mình mẹ nuôi nấng dạy dỗ mình lớn. Dù mình có bị tẩy chay ở trên lớp, bị bạo lực học đường vì không có bố, vì mang danh con hoang, mình vẫn rất thương mẹ. Trong lòng mình, người bố đã bỏ mẹ con mình đi mới đáng hận. Năm mình 15 tuổi, mẹ hỏi mình có muốn có đủ tình yêu thương từ cả bố và mẹ không liệu mình có thể chấp nhận một người bố mới không lúc đó mình cũng có nhận thức về tình yêu mình hiểu rằng một đời rất dài mẹ cũng cần một bờ vai để dựa vào điều này quan trọng hơn mình tin rằng lần này mẹ sẽ chọn đúng người mẹ con mình sẽ được hạnh phúc nên mình rất ủng hộ việc mẹ có thể lấy chồng. Vậy là hai mẹ con chuyển lên thành phố. Theo mình biết, thành phố đó là nơi chồng tương lai của mẹ sinh sống. Chú tên là Hải, 40 tuổi, là một bác sĩ có tiếng tâm. Mình được biết là chú đã ly hôn hơn một năm rồi. Chú đã dành cả một ngày nghỉ duy nhất trong tháng để giúp mẹ con mình chuyển nhà, đưa hai mẹ con từ quê lên, thuê cả xe chở đồ và nhân viên dọn đồ giúp nhà mình. Tử tế như vậy, ai mà không ưng cho được. Dù rất vui vì mẹ đã tìm thấy tình yêu mới, có thể có tương lai, nhưng mình cũng không có thói quen khoe mẹ kiểu mẹ tôi đang tìm hiểu với một bác sĩ nổi tiếng. Nên ở trường mới, bạn mới có hỏi về hoàn cảnh gia đình, mình chỉ nói không can thiệp vào đời sống tình cảm của mẹ, bãi vui là được rồi. Không ngờ sau này chính câu nói đó đã đẩy mình đến những rắc rối còn tệ hơn cả trong quá khứ. Ở trường mới, mình đã có một người bạn mới khá thân thiết với mình, Ngọc. Gia cảnh của Ngọc khá giống mình. Ngọc dù có đủ bố mẹ và may mắn được sống trong một gia đình khá giả, nhưng bố mẹ đang bên bờ vực ly hôn. Vì sự vô tâm và cổ hủ của người bố, khiến mẹ Ngọc kiệt quệ, nhất quyết bắt mẹ Ngọc ở nhà để hoàn thành thiên chức của người phụ nữ, không cho đi làm, không cho giao tiếp với người ngoài, chỉ được ở nhà hầu chồng dạy con và chăm mẹ chồng. Có mấy lần, Ngọc chủ mình đến nhà để học bài và tâm sự tuổi hồng, mẹ Ngọc làm đồ ăn cho chúng mình, rất ngon, cô lúc nào cũng tươi cười nhưng nhìn mắt cô buồn và mệt lắm. Bà nội Ngọc thì nghiêm, mình nghĩ bà không thích mình, còn bố Ngọc thì trong suốt 2 năm chơi với Ngọc, mình chưa bao giờ thấy mặt mũi chú cả. Ảnh gia đình Ngọc được chụp từ 10 năm trước. Người đàn ông trong ảnh khá giống chú Hải, mình cũng thắc mắc nhưng không dám nói, vì có vẻ Ngọc không muốn nhắc đến người đàn ông đó. Lúc đó mình nghĩ chắc là người giống người thôi, lại nói vì mình rất quý Ngọc nên mình đã chia sẻ khá nhiều về Ngọc với mẹ, mình còn đưa ảnh chúng mình chụp với nhau, đưa ảnh gia đình của Ngọc cho mẹ xem, nhưng thái độ của mẹ rất kỳ, mẹ nói: "Con chơi với ai thì chơi, đừng có đưa chúng nó về nhà mình là được, cũng không được nói gì về chuyện của mẹ." Mình vô tình hỏi mẹ về người đàn ông trong bức ảnh đó. "Người này giống chú Hải quá mẹ, như phiên bản hồi trẻ của chú ấy vậy." Đột nhiên mẹ gắt lên: "Không phải." Sau đó mẹ ngơ ra một vài giây, rồi điều chỉnh lại tông giọng nhưng vẫn rất khó chịu không phải chú Hải Biết thế là được rồi Sao lạ vậy Cái thái độ này của mẹ thật sự rất đáng ngờ Mẹ không cho mình dẫn Ngọc về nhà Chú Hải rất ít khi xuất hiện trước mặt mình Bố Ngọc chưa bao giờ lọt vào tầm mắt mình Người đàn ông trong ảnh chụp chung Của cả gia đình Ngọc 10 năm trước Lại rất giống chú Hải Tất cả những chuyện này thật sự rất là đáng ngờ Lại nhớ hôm đi học phụ huynh Chú Hải cũng xuất hiện trong lớp cùng mẹ Chú ly hôn rồi mà Ngày hôm sau đến lớp cả lớp rất lạ với mình Mọi người nhìn mình với ánh mắt ghẻ lạnh và khinh bỉ. Thái độ của Ngọc đối với mình thay đổi 180 độ. Trên bàn mình đầy những chữ chết đi, thứ giả tạo. Con của trà xanh thì cũng là trà xanh thôi. Đứa nói đạo lý sống như mình rất sốc. Mình vội tìm mọi cách để xóa đi. Thì Ngọc tới chỗ mình nói xóa làm gì? Để đó cho thiên hạ biết mày được bố tao nuôi 18 năm trời. Mình không tin được vào tai mình. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mình hỏi lại, cậu nói gì vậy? Tôi không hiểu. Ngọc tác mình một cái rõ đâu, Sau đó mắng xối xả vào mặt mình Con chó Mẹ mày cặp kẹp với tao Gần 20 năm nay rồi mày biết không Tiền của lão đổ hết cho mày bao nhiêu năm nay Hai anh em bọn tao nhục mặt Còn mẹ tao thì như sống trong địa ngục Tao còn tưởng ai Thì ra là người ngày nào cũng ở bên cạnh tao Còn tỏ vẻ thân thiết Mày làm vậy để làm gì Mày có liêm sĩ không Mình không biết phải làm gì nữa Đầu mình choáng váng, Mình không tin vào sự thật này Tại sao Ngọc khẳng định được điều đó hay là ngọc vốn không có ý tốt với mình mình rất rối bời những nghi ngờ của mình là đúng sao không chắc là mẹ sẽ không làm điều gì bỉ ổi đó đâu mẹ luôn dạy mình phải sống tốt mà tối đó chú hẹn nhà mình đi ăn ở nhà hàng trước đó chú có ghé qua nhà mình khi mình đi ngang qua phòng mẹ mình vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người nhưng chỉ loáng thoáng một câu của mẹ con ngọc nhà anh đang chơi với con em cẩn thận vào đấy sao nghe như đang vụng trộm thế Ngọc có liên quan gì? Hai người đó thật sự đang làm điều như Ngọc nói lúc sáng nay sao? Ở nhà hàng đang ăn thì mình thấy Ngọc đi qua bàn của nhà mình. Ngọc với mình mắt chạm mắt. Chú Hải cũng ngoảnh ra đúng lúc đó. Cũng thấy Ngọc. Chú ngơ ngác đứng dậy. Ngọc thì cười khinh bỉ. Gia đình hạnh phúc quá ha. Rồi bỏ đi. Chú Hải vội đuổi theo. Mẹ mình giữ tay chú lại. Mẹ nói, anh, anh đã nói không muốn quan tâm đến gia đình đó nữa mà. Anh không thương em hả? Anh không thương hồng của chúng ta sao? vì mẹ đã không giữ được người muốn đi. Thì ra Ngọc không nói dối, thì ra mình mới là con ngốc, mình không muốn chấp nhận sự thật, mình yêu cầu mẹ giải thích tất cả. Đến lúc này mẹ mới thú nhận là mẹ đã nói dối mình ngay từ đầu. Ngày xưa mẹ yêu chú Hải, nhưng trong một lần uống say, chú Hải đã lỡ làm người con gái khác có thai, đó là mẹ Ngọc. Chú Hải buộc phải chịu trách nhiệm với mẹ Ngọc. Hai tháng sau mẹ mình mới biết mẹ đã có bầu mình, nhưng lúc đó chú Hải đã yên bề gia thất rồi. Mẹ gặp chú Hải, nói với chú, vì vẫn yêu mẹ nên chú quyết định chu cấp cho mẹ để nuôi mình. Họ đã bồ bịch nhau từ ngày đó. Hai người ngay từ đầu đã lừa dối mình. Mẹ còn giả thanh cao làm gì chứ? Chính mẹ đã đẩy mình vào cái cuộc đời khốn nạn này. Sự ích kỷ của mẹ đã quỷ hoại mình từ khi sinh ra. Mình bị sỉ nhục, bị đánh, bị chửi, bị cô lập tất cả là vì mẹ. Giờ mình đã lớp 12 rồi, lại gặp phải chuyện này. Tương lai của mình sẽ ra sao đây? Mình không còn tâm trí mà học hành nổi nữa xin chào mọi người cho tôi hỏi trên đời này đã có bạn tiểu tam nào đã có một kết cục viên mãn chưa làm người không muốn mà đi làm trà xanh cứ phải hãm đi hãm lại thì làm sao mà có kết cục tốt đẹp được chuyên là trước đây tôi có một bé bộ tên mi xinh xắn ngọt ngào không hay cằn nhằn cơ máu gạo tiền như bà vợ ở nhà khiến tôi khá là xả stress khi ở bên cạnh nhưng khổ nổi em bào tiền khiếp quá Đòi túi hiệu, đòi táo cắn dở thì tôi còn chịu được. Nhưng dần già em đòi đến cả G63 thì tôi chịu. Không phải là tôi không có khả năng, nhưng vấn đề ở chỗ. Em chưa xứng đáng đến mức đó. Tôi từ chối thì em bắt đầu hờn dỗi. Ôi thôi em ơi, bồ chứ có phải vợ đâu mà bắt tôi phải đi vô, theo vỗ về. Vui thì đến, buồn thì nest. Chứ có ràng buộc pháp lý hay con cái gì đâu mà phải nặng lòng. Em tự mình đánh giá cao vị trí của bản thân trong lòng tôi quá rồi đấy thế là tôi im lặng, chẳng thèm vỗ về. để mặc em thích giận bao lâu thì giận. rồi trong thời gian chiến tranh lạnh đấy, tôi nghe nói em đang cưa cẩm một đại gia bất động sản tên Thành, mà xui cho em, Thành là bạn của tôi. vậy là toàn bộ tin nhắn đẩy đưa của em My với Thành đều được cáp màn hình gửi đến cho tôi. em My của mày hư thế, lại nói là chỉ yêu của mình tao, muốn gả cho tao nữa cơ. tôi phải muối mặt với bạn, thôi thì bồ thôi mà, ngoan thì nuôi, không ngoan thì tôi đá một phát là ra đảo. chưa có gì đâu mà phải lăng tăng tôi nháy mắt với thành hốc cũng ngọt nước đấy có điều tôi chán rồi mày thích thì cứ việc trước về làm vợ nha. thành nghe xong mà chỉ muốn buồn nôn hôm tôi chia tay mi cũng mạnh miệng khẳng định thà làm chính thức của đại gia bất động sản hơn làm tiểu tam của gã kêu kiệt có cái gợ xấu ba cũng tiếc với mình nghe hay quá mi ừ thì thành nó chưa có vợ chắc em mi nắm được profile độc toàn thân của thành nên mơ tưởng đây mà buồn cười thật đã làm trà xanh mà dám có mơ ước được lấy chồng làm chính thức đàng hoàng như những cô gái đạo đức tử tế khác không có đâu mi ơi thằng thành nó chỉ trêu đùa cho vui hứa hẹn sẽ cưới mi lì làm vợ ấy vậy mà em tin ngay vội vội vàng vàng lên cởi áo rồi lên giường với nó được đúng một đêm thành nhắn tin cho tôi cũng bình thường mà mày bảo thơm ngon ngọt nước có mà lừa tao đưa tối hôm đó Thành công khai luôn giấy đăng ký kết hôn Nhưng không phải với My Mà là với một cô thiên kim tiểu thư Danh giá đàng hoàng Ôi chắc là em My sốc lắm Tối đó đăng story thất tình quá trời Nhìn ảnh My buồn bã trên nền nhạc chia ly Mà lòng tôi rộn ràng hả hê lắm Gặp ngay thằng Thành Tráp Bôi Thì chỉ có khóc thôi Cơ mà ai gặp Tráp Bôi thì tội Chưa tiểu tam đầu mỏ như My Mà gặp Tráp Bôi thì tôi thấy đáng quá chừng Sau đó My có trở về tìm tôi Xin lỗi và hứa sẽ ngoan Chắc em chẳng ướp được đại gia nào khác Nên quay về bên tôi đây mà Nhưng tiếc quá mi Tôi đã có bộ mới, xinh hơn, non hơn Lại không phải dạng đào mỏ quá đáng như mi mi kể lễ tình nghĩa xưa cũ Nhưng mi ơi, tình nghĩa gì với hạng trà xanh như em mi khóc lóc trời đi Rồi sau đó nữa Chẳng biết em yêu đương thế nào mà bị đánh ghen Rồi cứ lâu lâu là em lại ướp story buồn về cuộc sống than trách tại sao bản thân lại không có được hạnh phúc lứa đôi mi ơi em hỏi ngu vậy Em dùng não và nghĩ coi Hạng gái đi phá hoại gia đình người khác Thì có xứng đáng được tôn trọng Xứng đáng có được hạnh phúc hay không Tính đi đánh ghen bắt con tiểu tam Vạch mặt thằng người yêu khốn nạn Ai ngờ bản thân lại chính là tiểu tứ mới đớn chứ Mình và anh Thắng yêu nhau cũng được mấy tháng Tình cảm bọn mình rất khăn khít Không giấu gì mọi người Anh không phải là gu bạn trai của mình Bạn trai mình là mấy anh kiểu xấu muối Mặt sáng sủa Có kinh tế vững là được Đây anh Thắng Tuy anh không phải già Mới trên 30 một chút nhưng nhìn như gần 40 đến nơi, nói chung mặt anh già trước tuổi, nhưng mà được cái anh có tiền nên tất cả đều có thể bỏ qua. Yêu nhau được 6 tháng, mình chưa thấy điểm nào bất thường từ anh hết. Gia đình anh thì mình cũng qua gặp mẹ anh mấy lần rồi, bác cũng khá thích mình, nên mình nghĩ mối quan hệ này chắc là sẽ đến cuối thôi. Yêu anh thì mình không khác gì cô công chúa nhỏ được anh cưng chiều. Chắc cả hai cách xa tuổi nhau nên anh thương mình lắm, dần dần mình cũng nảy sinh tình cảm thật sự với anh luôn. Cứ nghĩ bản thân được chiều chuộng như này chắc hẳn anh phải yêu mình lắm. Ai mà ngờ bản thân phát hiện ra đang bị mọc sừng lúc nào không hay. Hôm ấy đang đi làm thì mình nhận được bưu phẩm bảo là đồ Shopee, muốn mình xuống nhận. Mình cũng tưởng là đơn hàng mình thật, thì đi xuống nhận được hộp quà không có tên gì hết. Máu tò mò nổi lên nên mình bốc luôn tại chỗ và ngỡ ngàng khi thấy những hình ảnh ở trong hộp. Không biết ai đã tốt bụng theo dõi anh giùm mình. Trong này gồm những hình ảnh anh ôm ấp, hôn hít với một cô gái tên Thúy. Trong này có luôn địa chỉ nhà của anh mua cho cô gái kia, đứng tên Thúy luôn. Nhìn chầm chầm hình ảnh hai người khiến máu điên mình nổi lên. Thế là không chần chừ mình liền xin công ty nghỉ làm buổi chiều để đi đánh ghen. Đến nơi mình còn tính lên nhà cho nó một trận, thì thấy con tiểu tam còn đang tay trong tay cùng người yêu mình. À, đã cấm sừng rồi còn dám hẹn họ công khai, được lắm. Thế là mình mới sồn sồn lên, lao lại con này cùng thằng người yêu đánh cho hai đứa nhừ tử luôn con tiểu tam được cái liễu tơ đánh phát nó bay khá xa mình túm hết tóc rồi vuốt liên hoàn khiến nó chỉ kêu oai oái còn thằng người yêu thì nói làm gì xông ra cho cú nâng gối vào bộ ấm chén khiến cho nó chỉ biết ôm cậu bé mà kêu oai oái mình tức điên lên chỉ vào mặt nó bảo đây là cái kết xứng đáng cho những thằng có hố này mà thèm hố khác tao còn chưa xẻo của mày là may cho mày rồi đó rồi đánh mắt con tiểu tam hỏi Mày với người yêu ta cặp bao lâu rồi Sao mày dám hú hí người yêu tao Con tiểu tam nãy bị đánh bất ngờ Còn ngẩn người Nay chắc tỉnh được nữa Thì nó mới tức giận hét lên Cái con điên này Bà mày đã yêu được hơn 2 năm rồi Tao còn chưa đi tính sổ mày mà mày dám đánh tao hả Mình mới ngẩn người Tự hỏi là chuyện gì đang xảy ra Chứ không phải là mình đi đánh tiểu tam hả Sao tiểu tam lại yêu còn lâu hơn mình Vậy tính ra Tiểu tam ở đây lại là mình hả Rồi xong chưa gì đã thấy chuyện nhức nhức cái đầu rồi Thúy thấy mình đần người thì mới lao lại túm đánh mình lại. Nhưng mà mình đâu có cho, dù gì mình cũng là nạn nhân mà, mình liền hất bả văn ra xa, may mà thân thể mình tốt hơn, rồi mình chạy lại người yêu hỏi rõ ràng chuyện gì, còn chưa kịp để người yêu trả lời thì có giọng nói của một người khác xuất hiện, các cô ai cũng là tiểu tam tiểu tứ hết, vì bà đây mới chính là chính thức đây. Nhìn theo giọng nói kia là một người phụ nữ nhìn khá đứng tuổi, nhìn rất sang trọng, Xung quanh còn có mấy thanh niên khá bậm trợn Nghe bà nói thì chính bà mới là chính thức Còn tôi là tiểu tứ Nó còn sốc hơn bản thân làm tiểu tam nữa Bà ấy mới cho người đánh thằng chồng kia Vì tội lén lút nuôi thêm tình nhân Cũng cảm ơn mình vì giúp bà đánh tiểu tam Bà đấy biết thúy từ lâu Cảnh cáo bao nhiêu lần nhưng nó không chịu nghe Lén lút qua lại chồng bà Tính là đánh cho nó chừa Thì phát hiện ra chồng có tiểu tứ là tôi Nên mượn tay mình bà cũng biết bản thân mình không biết ổng có vợ con nên là bà tạm tha cho mình mình cũng thề với bà là biết thằng này có vợ thì mình cũng không dám bén mảng kể cả giàu có như nào chắc cũng vì sự chân thành của mình nên bà không có động chạm gì mình hết còn thúy với thằng chồng thì khỏi phải nói bà thuê người có phải cho ai đâu thúy còn câu kha khá tiền nên bà phải moi lại cho hết còn mình đã được tha nên té vội chứ ở lại vướng tay vướng chân là nhập viện như chơi ấy chứ dù cây thật nhưng thôi coi như là còn may bà vợ vẫn biết phải trái tha cho người không biết gì mình cũng rút kinh nghiệm yêu anh nào xương xương thôi chưa giàu quá lại thành tam tứ khi nào không hay mày thương họ thì ai thương gia đình mình hả mày có giỏi thì kiếm tiền giúp mẹ chữa bệnh đi tao đang cố gắng vì gia đình này đấy nghe chị nước mắt đầy mặt bất lực nói mà trái tim mình quẳng thắt gia đình mình cũng không thuộc dạng khá giả gì gia đình có ba mẹ con chỉ biết nương tựa vào nhau bố thì mất sớm nhờ số tiền bố để lại mà chị và mình đều đang được đi học như những đứa trẻ khác hiện tại chị đang có công việc tốt để làm trang trải giúp gia đình này gia đình cũng khá khẩm lên tí thì mọi thứ khó khăn lại ập đến khi mẹ trở bệnh phải tốn rất nhiều chi phí lúc ấy mình còn không biết phải làm gì thì chị an ủi bảo về tiền nông thì em yên tâm bạn trai chị đã trả hết tiền viện phí cho mẹ rồi Nghe những lời này của chị thì mình vừa mừng vừa lo, mừng vì mẹ có tiền chữa bệnh, lo vì sợ chị ấy lấy tiền nhiều quá thì bị gia đình bên kia nói này nọ không. Biết được nỗi lo lắng của mình nên chị bảo luôn là nó giàu lắm, lại cưng chiều chị nữa, số tiền trả cho mẹ cũng chỉ là con số nhỏ thôi. Nghe vậy thì mình yên tâm, sau đó mình mới cười cười hỏi dò, chị yêu anh ấy lâu chưa, sao chị không kể cho em biết gì hết vậy, giấu kín quá đó. Chị cũng trả lời thành thật đợt đi làm thì có quen biết gần đây mới qua lại thôi chưa kịp khoe thì mẹ lại xảy ra chuyện đó chứ thấy chị mình hạnh phúc thì mình cũng mừng bảo bả khi nào mẹ khỏi thì đưa người yêu về ra mắt chị nghe xong chỉ cười mà không nói gì nhưng mà tình huống mới đây lại khiến mình đứng hình không thôi cũng chính là điều khiến gia đình mình điên đảo tối đó mình đang đi mua cháo cho mẹ thì thấy bóng dáng chị mình đứng nói chuyện cùng ai đó nhìn là bóng dáng đàn ông nghĩ thầm chắc chắn là người yêu chị rồi còn tính qua chào hỏi thì mình đã phải phanh gấp chân bản thân lại. Bởi người đàn ông đang ôm eo chị mình lại không ai khác, chính là bố của một con bạn cùng lớp. Trước đó có mời đi sinh nhật, mình thấy cả mẹ và bố nói đều rất tốt bụng lại là hiền lành. Gia đình trước mắt cũng rất hòa hợp lại hạnh phúc. Nhìn họ chiều chuộng con bạn như công chúa mà ngưỡng mộ dùm. Trở lại hiện tại, hai người kia đang nói chuyện gì đó rất bí mật. Cuối cùng là trao cho nhau nụ hôn ước ác, khiến mình phải dụi mắt mấy lần vì không tin người đàn ông này tính ra còn bằng tuổi mẹ mình đấy chứ. Nhưng không hiểu sao chị có thể ôm hôn một cách thản nhiên như vậy được. Đợi người đàn ông đó đi, mình mới tức giận chạy lại, đứng chặn trước mặt chất vấn hỏi. Chị đừng có nói với em là người yêu chị, chính là ông ấy nha. Chị làm tiểu tam hả? Từ khi nào mà lại trở thành con người kinh tởm như vậy? Một gia đình hạnh phúc, sao mà chị nở chen chân vào? Chị thấy mình thì bất ngờ, nhưng khi nghe lời chất vấn của mình thì chị mới tức giận tác vào mặt mình bảo Mày thương họ Thì ai thương cho gia đình Nếu mày giỏi thì mày kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ đi Mày tưởng chị mày muốn làm người như này hả Ông ấy không cặp tao thì cũng tập người khác thôi Thế thì sao tôi không cặp với ổng Rồi ta có tiền chữa trị cho mẹ Mày nói thử xem Sao tao phải đi đến nước này Nhìn người chị luôn tỏ ra mạnh mẽ Có thể gánh vác mọi chuyện nay là ôm mặt suy sụp khóc Mình nhận ra Bản thân quá ích kỷ khi chưa gì đã nói những lời nặng nề như vậy với chị bản thân cũng bất lực và vô dụng khi không thể giúp gì được cho gia đình. Để chị phải đi vào con đường như vậy, một cô gái còn trẻ, lại tài giỏi, như chị đáng lẽ có thể có một tấm chồng tốt rồi sinh con đẻ cái, nhưng nay phải gánh vác chuyện gia đình mà đi làm tiểu tam. Mình thật sự tuyệt vọng quá, không biết phải làm gì như nào cho đúng bây giờ. Kể cả bồ em với em quen nhau cũng lạ lắm mọi người ạ. À. Bắt đầu bằng đánh ghen, tỏ tình cũng qua một vụ đánh ghen, đúng là lạ đời tự. Chuyện là thế này, hôm đó là một ngày không mấy đẹp trời, em cùng bà chị gái đi bắt giang thằng chồng cùng con trà xanh, cũng gặp chúng nó tay trong tay ở quán nước, chị gái và em đều lao vào tính sổ. Bà chị em vừa cầm tóc liên tục vả rồi chửi, nè con kia, mày dám cướp chồng tao hả? Mày cũng giỏi đấy, hôm nay bà cho mày không còn cái mỏ mà hít chồng tao nữa, con trà xanh láo tuyết. Con trà xanh này cũng đâu có vừa Ngoa lắm Nó thoát khỏi tay bà chị em Rồi tác bà chị em một cái Ngu Để chồng theo gái rồi còn kêu cái gì Giá già lắm mờm Còn bày đặt đi đánh ghen Rồi hả Nó chạy thục mạng ra khỏi quán Em với bà chị tức tốc đuổi theo Vừa chạy vừa kêu người giữ hộ con bé Thì đúng lúc này Một anh trai phi vào chặn con trà xanh lại Chị gái em cũng đuổi kịp Mày chạy đằng trời nha con tranh Hôm nay bà cho mày không còn đường lui Hương ơi mày giữ nó cho chị Chị cho nó khỏi còn răng nhai cơm luôn Liên hoàn tác khoảng chục phát Thì anh trai đứng bên cạnh cũng lên tiếng Thôi chị ơi đánh thế là nó biết sợ rồi Mà chị đánh con bé này một Thì ông chồng chị đáng đánh một trăm Trên đời em ghét nhất cái loại bồ bịch như này Lúc nào chị cần xử ở chồng Thì cứ gọi em đến giúp một tay Em với bà chị thấy có lý mới thả con bé trà xanh ra rồi Bà chị nghiến răng khen két Lần này về thì ông chồng khó mà toàn mạng với chị ấy Nhưng em cũng không quên cảm ơn anh trai Vì đã giúp đỡ nhiệt tình hết mình như vậy Những tưởng sẽ không gặp nhau nữa đâu Thế mà một tuần sau đó công ty có nhân viên mới Tình cờ là anh trai đạo lý đó luôn Em vẫn còn nhớ mặt mà Hỏi ra thì mới biết là trưởng phòng dự án mới tên Phong 25 tuổi, em tò mò nên có vào ngó profile. Đúng là trai trẻ, đẹp trai và cũng tự tin nữa. Đang start phở bò thì em trai gõ bàn chào hỏi. Em chào chị Hương, Em là Phong, 25 tuổi, đang độc thân, rất vui vì được làm việc chung với chị gái. Em cười một nụ cười công nghiệp, thì Phong thì thầm vào tay em. Chị biết phở bò của em rồi thì chấp nhận lời mời kết bạn của em nha. Em muốn được chị để ý nhiều hơn nữa. Em không nói gì quay lại làm việc. Cũng lơ Phong đi, như không muốn dây dưa thì đến một ngày. Em tăng ca ở văn phòng và thường đó là cả chim nhưng hôm đấy đứa nào cũng bận, chỉ mình em ở lại muộn hơn thôi. Ngồi cô đơn với tiếng bụng tréo rắc, thì một bóng người xuất hiện. Em gọi tên thì không có thưa, liền cầm ngay cái bàn phím phòng thủ đang tập trung về phía cửa thì thấy bịch bánh tráng cuộn xuất hiện và cái đầu của phong ngó ra đến giờ ăn vặt rồi chị hương ơi phải ăn thì mới tăng ca được chứ em tiện nên mua cho chị luôn em mời ạ em không muốn nhận đâu nhưng bánh tráng nhìn ngon lắm không ăn thì thật có lỗi với dạ dày hai chị em ngồi ăn với nhau em ấy cũng tâm sự về chuyện có chút bỡ ngỡ khi vào công ty gặp em khiến thằng bé vui vô cùng Phong còn bảo ấn tượng với em Vì có ấn tượng với cú đá xe gió và anh Cường hôm đánh ghen Em cười sặc rồi mỉa mai Cậu chơi với anh Cường chắc cũng cùng ruột ha Đàn ông ai cũng lăng nhăn hết trơn Rồi đổi cho là bản năng Thật sự hết nói nổi Phong uống nước rồi vội đứng dậy Em không hề, em chân chính Em còn chưa có mảnh tình vắt vai Thì ngoại tình với ai được Thật sự thì chỉ là người đầu tiên em để ý đấy Trời nói xong mà không khí sượng hẳn Em quay đi chỗ khác còn phong về chỗ tắt vội máy tính Rồi chạy một mạch Em còn nghe rõ tiếng ngã vật ở ngoài hành lang nữa chứ Đáng yêu thiệt sau hôm đó em với Phong nói chuyện không còn tự nhiên Nhưng mà thân hơn trước chút đỉnh Phong hay nhắn tin mỗi sáng hỏi sáng muốn ăn uống gì Thì sẽ mua đến công ty và cùng em ăn Tiện là sẽ mua nước uống cho em luôn có đợt em mời phong đi ăn em ấy hí hửng mở hộp cơm rồi bảo khỏi cần em ấy làm đủ hai phần cho em và em ấy rồi mọi người trong công ty thấy thế cũng trêu hai đứa hoài trong khi em ra sức phủ định thì phong lại cảm ơn mọi người tiếp thêm động lực còn hứa hẹn bao giờ mà tán đổ được em thì sẽ mời mọi người đi ăn khiến em ngại xỉu dần già thì phong cũng mời em đi ăn đi chơi nhiều hơn phong cũng hay tặng những món quà bất ngờ cho em nữa cho đến ngày hôm đó lần đầu tiên em thấy phong khóc em lại nhận được tin là thằng chồng của chị đi ngoại tình lần nữa chị gái em đang bị con trà xanh lên mặt dạy đời nghe thấy em phi xe đến chỗ đó luôn không suy nghĩ em lao vào đập con trà xanh mất dạng nó liền gọi thêm hội chị em đến vùi dập chính thức em với chị gái lao vào hỗn chiến nhất định không để bọn trà xanh hoành hành được phong đi ngay sau em cũng chứng kiến hoàn cảnh thấy thằng chồng chị gái em đang đứng một bên anh phong lôi ra ném anh ấy vào đống hỗn loạn anh phong tức giận nhảy vào đấm cho anh trẻ em mấy cái rồi còn nói Tôi đã bảo anh thôi ngay cái trọng ngoại tình đi rồi mà. Anh xem, anh xứng mặt là đàn ông không? Vợ anh không thương đi thương người ngoài. Hôm nay tôi phải đánh cho ông tỉnh ra. Em với chị gái đứng hình, đội như được tiếp thêm sức mạnh, lao vào táp con trà xanh tiếp. Cuối cùng trận chiến kết thúc, chúng em thắng nhưng mà vẫn tơi tả. Phong đưa hai chị em về nhà. Trên xe anh ấy khuyên chị gái em nên bình tĩnh lại. Nếu chia tay được thì chia tay luôn đi. Chứ sống mà phải đi giành lại tình yêu thế này khổ lắm. Sau đó Phong dừng xe, trước quán thuốc rồi bắt em ngồi im để dán cho em giật ra thì phong tức giận chị chẳng chịu nghe lời em gì cả em bảo đem làm mà người ta yêu thì người ta sót thế mà còn lao vào một chợ ba giờ thì say xác thế này đấy nhìn mà xót quá trời đi chị gái em đang khóc mà cũng phải phì cười trước lời bày tỏ đầy ngây thơ của phong em ôm lấy phong an ủi và cũng như là lời xác nhận mối quan hệ đó mọi người chúng em gặp nhau qua lần đi đánh ghen rồi lại yêu nhau qua lần đánh ghen thứ hai kể ra số phận cũng thần kỳ thiệt không quen biết thành đồng nghiệp rồi thành người yêu như vậy đó đúng là cái duyên mà anh đã chứng minh với em là anh không yếu rồi thế mà em còn đòi ly hôn anh à thằng chồng tôi không giờ là thằng chồng cũ rồi nó đang năn nỉ tôi không được ly hôn vì nó ngoại tình như này là không sai mọi người ạ nghe xong lời giải thích thì tôi cũng chỉ có ba chấm chấm hỏi trong đầu vợ chồng tôi đến nay cưới được hơn một năm trước đó bọn tôi có hẹn hò được 6 tháng thì quyết định đi đến hôn nhân luôn về cơ bản chồng tôi có cái tính là muốn cưới mới làm chuyện đó tôi thấy hiếm có người đàn ông như này lắm biết giữ gìn cho mình thế nên tôi cũng gật đầu cưới ổng luôn tôi công nhận là chuyện tình yêu của cả hai rất ổn rất hạnh phúc đến khi cưới về tôi mới thấy có nhiều bất cập trong đêm tân hôn tôi đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ như váy ngủ nến thơm cũng tìm hiểu về chuyện ấy rất nhiều để khiến chồng đê mê tôi đã kỳ vọng hai vợ chồng sẽ có một đêm thật bùng cháy nhưng không trong cái không gian lãng mạn nóng bỏng ấy chồng tôi đã khiến tôi phải thất vọng nhưng tôi nghĩ là lần đầu nên cả hai chắc có nhiều bỡ ngỡ anh cũng không thành thạo lắm tôi cũng chỉ mới học được lý thuyết thực hành bằng không vậy nên tôi và chồng quyết tâm lần sau sẽ thử lại mà không phải cố ý chê chồng hay như nào đấy tôi tự nhiên nghi ngờ chồng tôi có phải là bị bệnh hay là yếu về vấn đề kia không vì sau khi cưới bọn tôi cũng đã làm nhiều lần nhưng lần nào tôi cũng cảm thấy chán nản cứ hừng hực trên cao thì ổng xong rồi tôi còn đang giữa đồi núi chưa kịp lên tới đỉnh để tận hưởng gì đã phải đi bộ xuống núi ấy chứ lần một lần hai thì tôi còn bỏ qua được đây ổng là còn như thế mấy lần tiếp theo nữa khiến tôi bắt đầu khó chịu dần khó chịu là vậy nhưng tôi vẫn phải tỏ ra bản thân thỏa mãn và rất thích chứ không tôi sợ làm ổng tổn thương vì không muốn chồng cứ thế này mãi, nên tôi đầu tư hẳn thuốc thang, rồi bắt ổng ăn uống, cho nó khỏe về mặt tinh thần và lẫn cái kia. Chồng tôi thì được cái nghe vợ, vợ cho gì thì ổng ăn nấy, nhưng mà tôi kỳ vọng nhiều quá, lại thất vọng nhiều. Cưới nhau hơn một năm, hai vợ chồng vẫn chưa có gì. Đã vậy ổng còn bận rộn, một tuần cũng hiếm lắm mới trả bài, mà trả thì như không trả, Bố mẹ chồng nhìn vào còn tưởng tôi bị gì Để minh oan cho bản thân Hai vợ chồng liền đi khám Thì thấy tất cả đều bình thường Không có ai bị bệnh hay ảnh hưởng gì hết ấy thế mà do chưa một lần được thỏa mãn Và cũng bị áp lực từ nhiều phía Mà tôi càng trở nên nóng tính Và hay cãi cọ với chồng hơn Đỉnh điểm là hễ cứ thấy mặt hay gọi điện thoại Là bố mẹ chồng lại dục tôi sinh con Ông bà muốn bé cháu lắm rồi Đấy có khổ không chứ Tôi cũng muốn được làm mẹ lắm Suốt ngày đi nài nỉ chồng thôi mà chồng lại không hiểu Cứ kêu đi làm về mệt lắm Trời hẹn hôm khác Cấu quá tôi mới buộc miệng nói thẳng hoặc ổng Mệt cái gì mà mệt Anh đi làm độc ngồi không thì mệt cái gì Cũng đâu phải là vận động chân tay gì đâu Còn nữa mỗi trận thì làm gì được 5 phút Mà anh kêu làm tôi tin tưởng anh 3 tiếng không bằng ấy Sợ quá đi Có cái KPA có cháo trong năm thôi Cho ông bà sướng mà không làm nổi Đã yếu mà còn make collar Tôi đây không có tha thiết cái gì nữa Tự đi mà nói chuyện với ông bà Nói xong, Tôi đóng sầm cửa, khóa trái chút bên trong, mặc kệ ông ở bên ngoài thích ngủ đâu thì tùy. Tất cả đêm trằn trọc cũng có ngủ được đâu, thiếp đi một lúc thì trời cũng rạng sáng. Cái khúc này tự nhiên thế cũng hối hận ngang, vì bản thân nói hơi nặng lời, dù có là nói đúng đi nữa. Thế là tôi mới làm hòa với ông bằng cách nấu món ngon đợi ông về. Hôm nay ông về muộn tới lạ, ngày bình thường là tôi cọc tôi gọi nói rồi. Thôi vì lỗi của bản thân nên tôi nhịn, đến tầm hơn 8 giờ thì ông về. Tôi cũng nhiệt tình hỏi han Thì ông bảo đi làm việc Hôm nay tăng ca Tôi cũng nhẹ nhàng rồi tỏ ý xin lỗi hôm qua Ông nghe xong cũng gật gù Tôi tưởng chuyện này đã êm xuôi rồi Nhưng mà không Những câu nói bực tức đó Đã làm gia đình nhỏ của tôi xuất hiện một dấu chấm hết bản đi một tháng Tôi đột nhiên nhận được tấm hình chụp khám thai Kèm một dòng tin nhắn Đây là đứa con của chồng tôi Lúc đầu tôi tưởng là ai gửi nhầm Nhưng không Sau đó lại một tấm hình giường chiếu của chồng tôi Và mẹ đứa bé tôi mới ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa thật sự. Tôi tức giận vô cùng, gọi ngay ông chồng về nói chuyện cho ra nhẽ. Biết chuyện vỡ lẽ, anh cúi đầu nhận. Tôi bất lực, đành đề nghị ly hôn, vì dù gì bên kia cũng có con rồi. Nhưng anh không chịu, anh bảo. Anh đã chứng minh cho em là anh không yếu rồi. Thế mà em còn đòi ly hôn anh, đứa con này anh không cần. Anh sẽ bảo cô gái kia bỏ, nên em đừng ly hôn anh. Anh vẫn làm cô gái khác có thai, chứng tỏ anh khỏe mà. Anh yêu em nhất trên đời này, thế nên đừng có ly hôn anh. Theo mọi người trong chuyện này ai đúng ai sai Không lẽ chỉ vì vợ chê yếu không có khả năng sinh con Mà chấp nhận cái lý do anh đi ngoại tình Vì muốn chứng minh cho vợ là anh khỏe đó. Tiểu Tam là kẻ thù không đội trời chung với tất cả các chị em phụ nữ Còn đặc biệt hơn khi bản thân của mình chính là loại người đó Em tên là Hoài Em đã lấy chồng được 5 năm Chồng em hơn em 2 tuổi Công việc của anh ổn định Chúng em lúc nào cũng yêu thương nhau Nhưng mà thời gian gần đây anh bắt đầu có biểu hiện rất kỳ lạ Thường thì cuối tháng nhận lương, chồng em sẽ đưa cho em một phần, nhưng khoảng thời gian gần đây số tiền anh đưa càng ngày càng ít đi, chuyện vợ chồng không còn mặn nồng như trước. Anh thường đi sớm về rất khuya, nhiều lần em muốn nói chuyện với anh nhưng anh đều né tránh. Bẳng đi một thời gian, lúc đó em đang dọn dẹp nhà cửa thì chồng có gọi điện cho em và muốn em mang giúp anh tập tài liệu trong ngăn tủ. Khi em vào tìm thì thấy bên cạnh tập tài liệu là một cái hộp gỗ nhỏ nhỏ tò mò em mở ra xem bên trong là một chiếc điện thoại em vừa chưa từng thấy và một số món đồ linh tinh của chồng em tò mò em mở điện thoại lên xem may sao anh không cài mật khẩu lúc mở lên em thấy hình nền là ảnh chồng em đang hôn một người phụ nữ khác và con tranh đó không may khác chính là thấm bạn thân của em em cũng xin giới thiệu Đôi chút về bạn em, Thắm là tiểu thư chính hiệu, nhà thấm giàu, từ nhỏ thấm đã không phải lo nghĩ điều gì cả, thấm xinh như Hotger, bao nhiêu trai trẻ đẹp theo đuổi nó không ưng. Mà chỉ đâm đầu vào những người đã có gia đình, có lần nó đi cặp bồ bị vợ người ta bắt được, rồi đánh cho bầm dập tay chân, vậy mà vẫn không chừa, tiếp tục đi quyến rũ người khác, chỉ là không ngờ thấm lại đối xử với em như vậy. Em bắt đầu không giữ được bình tĩnh, mở tin nhắn giữa chồng em và nó để xem, thì thấy hai người nhắn tin qua lại được một thời gian khá dài. Em suy sụp khi đọc những dòng tin nhắn thân mật giữa những người mà mình tin tưởng nhất. Thảo nào dạo gần đây, em cứ thấy nó qua nhà em chơi suốt, thì ra là gian díu với chồng em. Vậy mà em không nghi ngờ gì nó, đúng là tin lầm người. Nhưng em muốn trả thù một cách âm thầm. Em không nói với ai hết, mà bắt đầu bày mưa giăng bẫy đôi gian phu giam phụ ấy vào chồng. Giờ em cần phải bình tĩnh rồi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, em thuê người đi theo dõi hành tung của chồng, rồi quay video chụp ảnh lại, lấy bằng chứng để ly hôn. Không lâu sau đó, chồng em thông báo sẽ đi công tác 3 ngày và dặn em ở nhà tự chăm sóc bản thân. Thời tới, em giả vờ tin rồi còn tỏ vẻ buồn bã, chồng em không chút nghi ngờ rồi lái xe đi luôn. Em liền gọi điện cho người đi theo, không khỏi bất ngờ, chồng em đi thẳng tới nhà của con Tiểu Tam kia nhận được tin em nhanh chóng tới đó và nhấc điện thoại gọi luôn cho bố mẹ thắm rồi nói alo bác ơi bác tới nhà thắm ngay đi thắm đang suy nghĩ tiêu cực còn khóa cửa và muốn tự kết thúc cuộc đời mình cháu gọi cửa mãi mà chẳng thấy tiếng động nào bác tới nhanh đi cháu không biết phải làm gì hết không bao lâu sau bố mẹ thắm tới thấy mặt hai bác hoảng loạn em không chần chừ mà giả vờ nói trong lo lắng Ôi hai bác đây rồi Thắm khóa cửa cháu không vào được Gọi mãi cũng chẳng trả lời Cháu sợ quá Hai bác càng sốt ruột thêm Bác trai đang định phá cửa Thì bị em ngăn lại Và đề nghị sẽ hô hoáng cho mọi người xung quanh sang giúp đỡ Chưa đầy 5 phút hàng xóm xung quanh vây kín lại Tìm cách phá cửa Sau khi phá cửa mọi người xông vào Như ông vỡ tổ Lúc vào tới phòng ngủ thì Xem mai đang làm gì đây Đôi gian phu dâm phụ ấy bị bắt quả tang ngay tại chỗ trước mặt mọi người Mọi người bắt đầu chỉ trỏ bàn tán sôi nổi. Có người còn bảo em vào tác động vật lý thấm cho chừa tội cướp chồng người khác. Người thì vừa cầm điện thoại livestream vừa chửi thấm tới tấp. Bố mẹ thấm thấy con gái mình đang ngủ với chồng bạn thân thì liền tức giận mắng xối xả vào nó. Bác gái cho thấm mấy cái bạc tai còn muốn cắt đứt quan hệ với thấm vì không thể nào chấp nhận được con người thấm. Em đứng bên cạnh xem kịch hay nhưng vẫn không quên nhờ người tác động vật lý lên người chồng em rồi ép chồng em phải đi về nhà. Về tới nhà, em chẳng nói chẳng rằng gì, mà chỉ nhẹ nhàng đưa cho chồng đơn ly hôn, bắt anh ký vào đấy, rồi sắp xếp đồ đạc vào vali về nhà mẹ đẻ. Anh liền khóc lóc xin lỗi, cầu xin em tha thứ cho anh. Anh còn hứa là sẽ chấm dứt mọi thứ, nhưng em đâu có ngu. Đã có một lần thì sẽ có lần tiếp theo. Em mặc kệ anh rồi nhanh chóng kéo vali rời đi. Trong một tuần đầu, chồng em tìm cách liên lạc cho em liên tục, còn tới nhà mẹ em rồi xin vào nói chuyện với em. Nhưng em nào tha, thấy anh tới em liền ra đóng cổng rồi thả chó mặc kệ anh có cầu xin như thế nào còn về phần thấm livestream của các bác hàng xóm của thấm đã giúp em lột trần được bộ mặt thật video được lan truyền nhanh chóng tới mức em cũng không thể kiểm soát được bố mẹ thấm cũng tới nhà em để xin lỗi về chuyện ấy vì là người lớn nên em cũng bỏ qua và bảo hai bác về dạy dỗ lại thấm em là còn hiện chán vào người khác thì thấm phải bị xé thành trăm mảnh rồi Đúng là chuyện thật tưởng đùa Cứ nghĩ chỉ có trong phim Nhưng em lại hứng trọn Sau câu chuyện này em chỉ muốn nhắn nhủ với mọi người Là chọn bạn mà chơi chứ đừng như em Tin tưởng bạn hết mực Để rồi để bạn giật chồng mình hết hồn Trên đời này vẫn có những người Dám làm mà không dám chịu mọi người ha Điển hình là như trưởng phòng chỗ em Đã ngoại tình Lại còn nhờ người khác chịu đòn giúp Còn mình thì vẫn nhỡn nhơ Ghét phải Chào mọi người, em là Vi, hiện là nhân viên của phòng sale của một công ty truyền thông. Thật không may mắn khi em dưới trướng của một anh tên là Đạt. Anh này tầm khoảng 28 đã có vợ mà điệu đời kính khủng khiếp, nghe danh là gặp ai cũng tán, gặp ai cũng hỏi hang đôi ba câu, nên là bà vợ canh cũng ghê lắm. Em biết không nên dây dưa với loại người như anh ta, nên anh ta có nói gì em cũng chẳng để vào lỗ tai. Nhưng có vẻ vì em còn non nên anh ta thích nhắm vào hay sao. Có những buổi trưa anh ta hay đi đến chỗ chúng em ăn cơm trưa, rồi bảo là muốn cùng ăn và ngồi sát suốt vào em, khiến em thấy khó chịu vãi luôn. Rồi hôm đó em tăng ca, tình cờ sao anh Đạt cũng tăng ca. Cả văn phòng thì có em, chị Thư và anh Đạt, nhưng mà đến lúc về, em ra đầu tiên. Anh Đạt ra ngay sau đó, chị vợ anh Đạt tên Ngọc chẳng cần suy xét, thấy em ra là bắt đầu. Em gái mới vào công ty đúng không? Lần sau mà thấy chồng chị ở lại tăng ca, thì em gái về trước đi, tính ở lại tăng ca cùng sếp để đòi đưa nhau hay gì. Chị còn nhìn thấy lần nữa là không có xong đâu nghe chưa Ủa alo Sao chị không nói chồng chị về nhà tăng cái Mà đi nói em Giữ chồng cũng một vừa hai phải thôi chứ Vô cớ nói người khác như thế mà được à Em ừ ừ à cho qua rồi đi về luôn Nhưng nếu chuyện đơn giản như thế Thì em kể làm gì Hôm sau lúc em về Em có để quên tập tài liệu trên bàn Vừa quay lại thì được nghe tiếng ứ ừ từng hồi Nơi nhà vệ sinh trong khi Đèn chỉ còn sáng nơi chị Thư và anh trưởng phòng phải ca trưởng há ra hai con người này đò đưa với nhau em trón trén đi vào rồi chạy vụt mất chứ dính vô lại mệt ấy vậy mà đến hôm sau anh đạt nhắn cho em những cái tin nhắn rất là mùi mẫn em mới điên quá bảo là anh ta nhắn nhầm người rồi em có người yêu rồi đừng có mà nhắn tin thả thính linh tinh như vậy nhưng anh ta đâu có nghe buổi tối là một loạt các tin nhắn khác nhau lại còn á, mua cà phê cho cả phòng và đặt lên bàn mời em nữa nhìn là biết có biến rồi em đánh mắt sang chỗ chị thư Bà ấy chẳng chút biểu hiện Vẫn tươi cười bảo em nhận đồ của sếp đi Cuối cùng thì cái biến này cũng đến Chị Thư về sớm mà quên điện thoại Em cầm giúp chạy xuống hầm để xe Chưa nhìn thấy chị Thư đâu Đã thấy vợ anh Đạt đứng trắng trước mặt Con này là mày đúng không Lần trước tao bảo mày tránh xa chồng tao ra rồi mà Bọn trẻ bây giờ to gan nhờ Thích đò đưa với sếp để được ưu tiên đúng không Hôm nay tao cho mày biết thế nào là hậu quả đò đưa với sếp Em không hiểu gì Thì hướng trọn hai phát tác của chị Ngọc Em vội giải thích Chị tìm nhầm người rồi Em với anh Đạt chẳng có gì cả Chị gái liền giật điện thoại chị Thư trong tay em Điện thoại chị Thư không để mật khẩu Nên chị gái bình tĩnh vào phần tin nhắn Rồi dơ lên trước mặt em Mày còn cãi không? Cái gì đây hả con ranh? Tao cho mày chết Chị ta lại tiếp tục đánh em Nhưng em cũng phản lại Lúc này anh Đạt từ đâu chạy tới nói với chị vợ Em ơi tha cho Vi đi mà Con bé nó cũng chỉ muốn được ưu tiên Nên mới mùi mẫn với anh như vậy Em tha cho nó đi Anh hứa sẽ không ngoại tình nữa What? Cái quái gì đang xảy ra vậy? Em nhìn anh Đạt đầy nghi hoặc và thấy chị Thư đang trốn vào một góc của hầm gửi xe. Giờ em đã hiểu rồi, bà Thư với thằng xếp lập mưu để mình hướng tội đây mà. Nghĩ gì em để yên, hứ, anh chị chọc nhầm người rồi, em liền vùng ra, nắm tóc chị vợ anh Đạt vả hai phát, rồi đẩy qua một bên và dùng cú đá xé gió tạt thẳng mặt anh Đạt, khiến anh ta ngã ngửa. Anh tính lôi tôi ra làm lá trắng cho anh với bà Thư hả? Anh nghĩ dễ ăn quá ha, loại ngoại tình mà không dám nhận, hèn vãi. Hôm nay để tôi dạy cho anh thế nào là chọc phải tổ kiến lửa. Anh Đạt đứng dậy tính đánh em, thì em lao đến, kẹp chân khiến anh ngã sấp mặt. Ôm miệng kêu oai oái, còn chị vợ nắm tóc vả lại vài phát, rồi dơ điện thoại trước mặt chị ta. Bà có thấy đây là thư không? Méo phải tôi. Có mắt thì bà phải nhìn đúng tên đúng người mà đánh chứ. Cứ đi cắn bậy bà lăng nhăng, bảo sao bị thằng chồng dắt mũi. Em hất bà ta xuống, bà cũng tỉnh ngộ rồi thông dông ra về. Chuyện như thế nào nữa thì em đâu rảnh quan tâm. Em cũng nghĩ việc chuyển công ty rồi má mấy thằng xếp mất nết như vậy cũng không xứng có được nhân viên thực lực như em ngoại tình với chẳng nội tình cứ phải vả cho thì mới tỉnh ghét cái loại người như vậy thế không biết Đúng là sống lâu trên đời thì chuyện quái gì cũng có thể xảy ra được. Hôm nay nhân dịp Tết đến xuân về, mình xin phép kể câu chuyện thật như đùa, đùa như thật về bác giám đốc già và cô kế toán trưởng đảm đang của công ty mình. Thường thì cuộc sống ấy mà, cái gì lên quá nhanh thì ắt có ẩn khuất. Ví dụ như em My kế toán công ty mình, 21 tuổi đi thực tập, 22 tuổi lên chính thức, Lớ ngớ vớ vẩn kiểu gì mà 25 tuổi đã đá bay chị kế toán trưởng thâm niên 20 năm có lẽ để ngồi vào cái ghế quyền lực ấy. Nói chung là về em My này, ban đầu mọi người cũng có nhiều thắc mắc với con đường thăng tiến của em. Nào là nhà em giàu, bố mẹ làm to, nào là em cháu bác này, em anh nọ, cho đến khi chị Hà bên nhân sự lít ra sổ hộ khẩu nhà em. Khiếp, gái nông thôn, bố mẹ trình độ cơ bản, 2 năm gần đây mới thoát khỏi diện cận nghèo. Này thì bệ đỡ nào đỡ cho nổi Mình nói thật Con gái lên được như em My Năng lực chuyên môn không có Năng lực gia đình cũng âm Thì chỉ còn năng lực trên giường thôi Nói không phải chứ Thằng đẹp Thằng ngon thì ít có giàu Mà thằng giàu thì toàn có vợ Và thằng giàu có vợ nâng đỡ em My là ai Chính là bác Tuấn giám đốc bụng to hơn cái trống đồng Mà đầu thì nhẵn như cái thủ lợn lúc mọi người phát hiện em cặp với sếp Tuấn, ai cũng ngỡ ngàng, không phải vì bác Tuấn yêu vợ thương con, mà giao diện của sếp kiểu có tắt điện thì cũng chẳng làm nổi. Đã thế sếp còn là kiếp chúa chui gầm chạng, công ty này là của bố vợ sếp, giờ sếp tổng to nhất vẫn là anh vợ sếp, nên chuyện sếp lén phén với chính nhân viên lại còn ao trước cửa, nghe khó tin thật. Hôm mọi người ở công ty phát hiện bác cùng Emmy Outdoor trong ô tô ngay trước công ty lúc 9 giờ tối, cả nhóm chat của các chị em toàn những cụm như này nè. Con mi vì tiền mà bất chấp thật chứ, toàn mở thế mà không ngán, lại còn lại chả ngán vợ lời trái mày, nhưng mà ăn xong lau miệng bằng polymer, thấy cũng xui. Với cả tao chỉ sợ sếp bà biết, một thằng đã xấu còn chui gầm chạng mà cũng dám cắm sừng thì tao lo cho sếp lắm. Sau lương sếp là 1001 tinh thị phi, nhưng trước mặt sếp thì đố ai dám bật, vì lương tháng đánh mất lương tâm mà Chuyện cũng chẳng có gì cho đến khi em Thảo Con gái yêu của sếp vào công ty thực tập Đúng kiểu công chúa đi thực tập về chờ thừa kế Hôm nào con bé cũng lượn ra lượn vào Khi mua trà sữa Lúc nhận đồ sập be Chán chán lại lượn vào phòng bố yêu xin tiền chị khổ xếp với chị My bây giờ Thậm thà thậm thục Sợ con gái yêu phát hiện thì đi cả đôi Nhưng mà chuyện gì đến thì cũng phải đến thôi Hôm ấy đi ăn 20 tháng 10 Ăn xong cả công ty đi hát Mà rượu vào thì nhiều cái ra Xếp với em My lại thấm thiết như trốn không người Em Thảo đi vào đẩy My ra Thì xếp buông ra một câu rõ đỉnh ok kìa em đi đâu đấy Từ ngày con gái anh đến Mình cứ phải lén lút Anh lại nhớ em lắm đấy Nay anh xin vợ ngủ ở công ty rồi Em phải chịu anh đấy nhớ nhé Xong lè nha lè nhè Tay thì cứ vớ phía ngực Emmy Miệng thì thầm bảo cho anh sờ tí Chả biết tí là tí nào Và ừ thì đúng là công chúa Có cấu thế nào cũng không làm vương miệng rơi Con bé bình tĩnh cười cười xin lỗi mọi người Mời mọi người sang phòng khác chơi Cho bố được tự nhiên mới đỉnh Thì chẳng biết tự nhiên hay như nào Thứ hai đầu tuần hợp giao ban Emmy và sếp cũng lúc bị bãi nhiệm, lý do là cấu kết ăn chặn gây thất thoát cho công ty. Nửa năm sau hai người chính thức có quyết định vào sâu song sắt. Ngày đầu ra là sếp bị vợ quản tiền chặt lắm, cần gì phải xin. Nên có em mi cái hai người tha hồ đục kết của công ty, chỉ khổ cái đang yên lành trót lọt, lại dính tí men. Giờ tiền mất, quyền mất, vợ con cũng mất. Ngày đầu sếp có bao nhiêu tiền riêng, đem ra đền bằng hết, bố mẹ ở quê phải bán thêm bao nhiêu ruộng chúng ta phải gặp những đứa trốn người yêu mình để đi cùng con khác ở bất kỳ nơi đâu kể cả là nhà vệ sinh công cộng mọi người ạ à. như em đây nè có đi xem phim chút thôi mà cũng phát hiện bị cấm sừng thế là noel hóa tuần lọc luôn cay thiệt chứ chuyện là thế này ngày hôm đó người yêu em báo cáo là bị đau bụng nên phải ở nhà nghỉ ngơi ok thì em để chơi nghỉ ngơi em đi xem phim đêm với lại con bạn thân hai đứa em mê phim kinh dị lắm mà toàn canh đêm để đi thôi à bọn mình ngồi ở hàng e với tâm thế relax vô cùng. Bàn luận sôi nổi, những tưởng rằng sẽ có một trải nghiệm thật tuyệt vời. Đang ngồi thì nghe thấy cặp đôi phía sau nói rõ to. Anh ơi, tay em đâu? Anh phải cầm tay em cơ. Cậu Nam liền đáp lẹ, rồi rồi, anh cầm tay bé được chưa? Rồi hôn lên tay bạn nữ một cái kêu rất to. Bạn Nam này nghe cái giọng quen quen, nhưng giờ mà quay mặt lại thì hơi vô duyên, nên bọn em cũng kệ. Ấy vậy mà đôi đấy không chịu im, liên tục nói những câu xến xúa rồi còn động tay động chân trên dưới của nhau nữa. Eo ơi ghê vãi luôn ấy. Ngồi được một lúc thì bạn nam liên tục trung chân, khiến em rất khó chịu. Còn bạn em quay xuống nhắc nhở, thì hai đứa đó xin lỗi. Còn bạn mới ghé vào tay em. Ê, nhìn thằng này cứ quen quen, nhưng mà tao không nhớ gặp ở đâu. Tối với nó đeo khẩu trang, nên tao không đoán được. Em thì bảo người giống người thôi, không phải quan tâm chúng em nhắc nhở có chút thôi mà bạn nữ tỏ vẻ cửu xì đuổi ăn uống rơi cả bổng ngô lên đầu chúng em nữa ghét phải xem phim đến đoạn cao trào mà chính xác hơn là trước đoạn cao trào mới đúng tự nhiên con bé hét lên khiến cả rạp nhìn nó nó ôm thằng bồ nó rồi bảo là anh ơi bé sợ em ơi ghê thế bé không nhìn đâu trời ơi bớt vẽ chuyện giùm tôi cái đi bà ơi đi xem phim kinh dị mà bà đặt không dám xem nghe chướng tay thì chứ nhưng chưa dừng lại đâu Đến gần hết phim em nhắn tin cho anh người yêu của mình Để hỏi tình hình sức khỏe Và review phim hay lắm các thứ Bỗng lúc này điện thoại của thằng phía sau cũng trung lên Em nghĩ là trùng hợp Nhưng đéo đâu mọi người Em thử nhắn tin lần 2 Thì tiếp tục trung lên Con bé kia hỏi là ai Thì thằng này thẳng thường trả lời Con bồ anh, con đó phiền vãi Mỗi em yêu là không phiền thôi Vãi, đi xem phim mà cũng bắt giang được luôn Em đứng phát dậy quay ra ghế rồi giật cái khẩu trang ra khỏi mặt của thằng đó nó còn vang vọng lên chửi em con điên này mày làm cái trò gì đấy em trả lời luôn đúng rồi con điên đây con điên mới không biết là người yêu mình đang ngồi cùng bồ ngay phía sau chứ hai đứa mất nết con bạn em hét lên rồi lao vào con trà xanh mà không cần suy nghĩ em thì ba máu sáu cơn trồm lên luôn thằng người yêu mày dám đi xem phim với gái của bảo tao phiền hả mày chán sống rồi hả Thế là mọi người trong rạp khỏi xem phim được xem đánh ghen luôn Em lao vào đè thằng bồ xuống cắn cho không trượt phát nào Còn con bạn em phụ trách con bé kia Con bạn em nhanh lắm Chỉ 2 phút kẹt tay giật tóc tắt tới tóc Là con bé kia Nó cũng nhanh nhẹn thoát khỏi tay con bạn em Nhưng dễ gì thoát được tay em Em túm tóc con bé lại Chạy đâu hả bé Rồi đẩy nó ngã nằm xuống cho con bạn vặt lông luôn Thằng bồ em đau quá khóc oai ái xin tha Anh xin lỗi Em cứ bỏ ra rồi mình nói chuyện đã Tôi mà tha cho anh, tôi là con khùng Cốc nước trên tay em em đổ hết vào mặt nó từ trên xuống dưới Đá thì em lấy rồi nhét vào quần cho thằng bồ nhảy cẩn lên Thằng nó dám cấm dừng em Em đã khoe với nó về khả năng xử đẹp trà xanh rồi Làm nó chưa biết sợ mà Sau cuộc vật lộn em đứng dậy cảnh cáo hai đứa nó Dạy thử cái đến tìm em Em cho cháu nó biết thế nào là lễ hội Giờ ngoại tình cứ như là thú vui Mà trà xanh thì cứ nhan nhãn như trùi em và con bạn ra về trong sự vỗ tay hưởng ứng của cả trạp đêm đó. Yêu với chả đường, mọi người có yêu thì cũng xác sao nha. Chứ mấy thằng mà chửi bồ rồi đi lăng nhăng, không đáng mặt đàn ông đâu. Mấy thằng đó phải tuột quần cho chạy lông nhông giữa trời đông Hà Nội thì mới vừa được, ghét vãi. Lên non mới biết non cao, ngoại tình mới biết chân đi cụ lạnh toát. Đến giờ thỉnh thoảng nhớ lại vụ đó, mình vẫn còn thấy oanh liệt nữa mà. Đúng là có một không hai, Đời gia sư tưởng đâu chỉ có loanh quanh đi dạy và về nhà Thế mà mình còn vinh dự được chính phụ huynh Học sinh mời đi đánh ghen hẳn hoi Chuyện xảy ra chắc cũng phải cỡ một năm về trước rồi Hồi mình vẫn còn đang học đại học Nên có đi gia sư cho một nhà trên khu đống đa Nhà thì có mỗi bốn người thôi Vợ chồng cô Liên chú Quang thêm hai đứa con Đứa lớn đang học cấp 2 Còn đứa nhỏ mới vào mẫu giáo Thoạt đầu nhìn vào ai cũng nghĩ đây là gia đình văn hóa nề nếp Chú Quang không tính là đẹp trai Nhưng mà lại rất thương cô Liên Hai đứa nhỏ cũng ngoan ngoãn vâng lời cha mẹ. Cơ mà đúng là ở trong chăn mới biết chăn có trận. Đến một ngày nọ, chuyện vỡ lỡ, thì đúng là mình phải nhìn cô chú ấy bằng một con mắt khác. Nhớ không nhầm hôm đấy chính là Quốc Khánh và cũng là buổi dậy cuối cùng của mình trước khi về nhà vài ngày. Mình nhận tiền thưởng xong thì tạm biệt cô bé, rồi đi chơi với người yêu trước khi về quê. Hai đứa tụi mình đang chụp ảnh hăng say ở chỗ đài phun nước thì mình gặp một người giống chú Quang như đúc đang tình tứ khoát tay một cô bé nào đấy cùng đi vào quán cà phê. Thực ra lúc đấy mình đã ngờ ngợ rồi nhưng mà không dám khẳng định tại nếu đúng thì sớm muộn gì cô cũng biết chứ còn nếu sai mình vừa mất việc lại còn mang tội phá hoại hạnh phúc của gia đình học sinh thì oan trái quá bẵng đi chưa đến một tháng sau mình nhớ mãi hôm đó là ngày phụ nữ việt nam đang chờ con cô về để vào học thì cô liên đã hớt hơ hớt hải chạy vội về nhà mình còn đang ngạc nhiên vờ lờ sao tự dưng nay cô về rõ từ sớm thì cô đã túm tay mình đi luôn gấp gáp bảo mình là lấy xe chở cô đến địa chỉ này vì cô không biết đi xe máy định từ chối rồi đó chứ mà cô như đọc vị được mình giữ tay chặt ới là chặt xong bảo luôn trâm cứ yên tâm nay cô không cần dạy thằng kiên đâu mà cứ đi theo cô, cô trả thêm gấp đôi tiền cho con. Chà, miếng bánh ngon từ trên trời rơi xuống như này, mà không húp thì chỉ có ngờ u ngu thôi đúng không cả nhà? Nên mình gật đầu đồng ý tức thì. Đi trên đường hôm đấy rõ là tắt, mà bản tính mình cũng tò mò sẵn, nên hỏi muốn trác cả cổ việc sao cô phải đi gấp thế. Nhưng đúng kiểu, tiếng tôi vang trường núi, không một ai trả lời. Cô chẳng thèm trả lời đúng trọng tâm vào bất kỳ câu nào, chỉ một mực dặn mình đi theo hướng cô chỉ rồi nói với người trong điện thoại là bám sát chồng cô đến đây thì mình thấy có mùi sóng gió gia đình rồi và điều đó càng chắc chắn hơn ngay lúc mình đậu xe trước cổng căn biệt thự palace chùa chòa kia chẳng phải là em gái ruột của cô tên hương đó sao lại còn cả chồng cô hương anh lâm sau anh lâm còn một hai anh bậm trợn xăm đầy người chỉ chở người yêu cầu là xông vào liền ôi cảnh tượng đó mà nhìn trực tiếp á, thì chắc là chỉ có đúng một câu ngầu hết nước chấm để diễn tả không chừng. Vừa nhìn thấy bóng dáng cô Hương, cô Liên đã thoăn thoắt leo từ xe xuống hỏi thẳng, "Em nhìn thấy nó, với con ả khi đi vào đây lâu chưa? Mấy giờ thì những đứa còn lại mới tới? Hội đồng này nói không ngoa thì chính là siêu mạnh, làm mình chẳng dám hó hé một lời nào nữa rồi." Cô Hương sau khi nghe câu hỏi lắc đầu, "Em không biết." Lúc tới nơi thì chúng nó đã vào nhà rồi đấy chứ Nhưng mà chị yên tâm Có trốn đằng trời thì hôm nay Với lực lượng của bên mình Chắc chắn là chúng nó sẽ không thể nào sống yên ổn được sau hôm nay đâu Nghe xong thì cô Liên cũng gật gù Quay ra bảo với mình Phiền cháu rồi Hôm nay cháu quay và chụp lại toàn bộ sự việc giúp cô nha Ủa cô ơi, sai sai dữ rồi á, cháu đường đường làm gia sư, nhiệm vụ chính là truyền đạt kiến thức, chứ đâu phải là thành phần trong băng đảng cô thuê. Nhưng mà giờ trốn thì cũng muộn, chỉ khoảng 15 phút sau là đội cô đến nốt, cả đám hiên ngang phá cửa xông vào, bắt ngay tại trận đôi giang phu dâm phụ đang ôm hôn trên ghế sofa. Cô Liên còn đang sững sờ, thì cô Hương đã giành slot là người phản ứng nhanh nhất, chẳng biết mua được chai nước mắm từ bao giờ mà đổ thẳng vào hai con người kia chú Quang chắc không nghĩ là vợ mình sẽ tìm được đến đây, sững sờ đứng dậy định lao đến cảng cô Hương, nhưng mà chú ơi là chú chưa kịp can thì đã nhanh chóng ăn ngay mấy phát bạc tai, rõ là kêu của cô Liên. Mày định làm gì với con em tao? Có giỏi thì mày ra đây đánh nhau với tao nè, đồ thằng hèn trơ tráo, tao nói cho mày biết, cho mày với con bồ mất nết của mày ăn chai nước mắm là còn nhẹ chán rồi đó. Đột nhiên hai chị em cô cùng quay ra nhìn mình, như để chắc ăn nãy giờ mình vẫn có quan quay đàng hoàng rồi như được kích hoạt con ác quỷ trong người cô liên ra lệnh cho đám còn lại giữ chặt lấy ông quan chỉ để một người giữ cô ả kia cho cô truy vấn nắm cầm em gái bắt ngẩng lên cô vừa cười vừa nói trong đáng sợ vô cùng bé em quen với anh quan lâu chưa hai người đã chim chuột sau lưng tao bao nhiêu lần rồi đợi mãi mà không thấy con nhỏ kia trả lời cô liên lại nhanh gọn dứt khoát cầm chai nước mắm đổ tiếp lên đầu nó kèm theo lời đe dọa mày có trả lời không hay là để tao phải đổ hết vô đầu mày chai này thì mày mới chịu Lúc này thì Tiểu Tam sợ hãi sắp bỉnh ra quần đến nơi, vội vàng van xin rồi trả lời không sót một câu nào. Từ mối quan hệ kéo dài 4 tháng, quan hệ với nhau đâu độ năm sáu lần, cho đến số tiền mà chú Quang bỏ ra cho nhỏ, đắt giá nhất chính là cái vòng cổ PNG, trị giá gần 50 triệu đồng. Trời ơi, cô Liên nghe quả đấy xong thì giận tím cả mặt, lại thêm cả ông Quang. Chấn bé đụ. Từ nãy đến giờ cứ la hét đòi trả tự do cho Tiểu Tam để con nhỏ đi về. Tất cả tội lỗi mình nó mấy gánh chịu tất. Đùa hả? Về đây bên nhau ta nói lại tình xưa hay gì? Dứt khoát là éo nhịn được nữa. Cô Hương túm ngay tóc ả kéo ngược về sau. Còn cô Liên cũng không ngồi yên. xông qua vả đơm đớp mấy phát liên tục phát vào mặt Tiểu Tam. Vừa vả vừa xả. Ranh con thích cướp chồng người khác. Cái gì chuyện này tao chắc chắn là sẽ lấy lại. Còn mày bây giờ có hai lựa chọn. Thứ nhất, Tao cho cả họ hàng hang hóc giao quyến 18 đời tổ tông nhà mày biết hết chuyện mày ra ngoài làm kẻ thứ ba. Hai là con nhỏ còn chẳng đợi hết câu, đã chọn luôn. Nghĩ cũng tội mà cũng đáng đời. Vâng em biết sai rồi chị em xin chọn phương án 2. Nghe đáp án con nhỏ mà cô liên cười không ngớt bảo với ả. Sáng suốt đấy, từ giờ nếu mày còn qua lại với ông Quang. Không, chỉ cần xuất hiện trước mặt tao thôi thì đừng có trách tao ác. Xong cô nháy mắt với một anh trong đó, cầm lấy cái chai được đưa đổ thẳng lên người nhỏ tiếp. Cha ơi mọi người biết cái đó là gì không? Mắm tôm chứ không phải là cái gì xa lạ luôn ấy. Theo ý đồ là cô chỉ chuẩn bị mắm tôm mà thôi. Ai về cô Hương lại còn mang theo chai mắm nguyên chất nên cô cho húp cả hai luôn. Lần này tôi chỉ cảnh cáo thôi. Lần sau sẽ không còn mắm bình thường hay mắm tôm nữa đâu. Nói cho mày nhớ. Chú Quang thì nhìn Tiểu Tam trân trối, éo nói được câu gì. Cũng phải thôi. Vợ mình điên lên trong sợ như thế mà vẫn chống đối tiếp thì chỉ có nước sang chấn ông bà sớm. Mình giao lại điện thoại có ảnh với video cho cô xong thì xin té luôn. Trên đường còn nhìn thấy tiểu tam lết thết đi về. Khổ hai mùi khắm hòa quyện như thế thì ma nó còn chê chứ đừng nói là taxi chịu chở. Nhưng thôi cũng đáng đời khi chen chân vào nhà người ta.